Xứ Lê Gia chào cả nhà, chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ ha. Hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 20 cây sứ thái ghép. Hiện nay thì em gửi hàng đường Tô Châu và đường Bưu Điện nha. Đơn hàng của em đi là 200 ngàn trở lên em mới gửi ạ. Cây đi Tô Châu em sẽ để nguyên chậu gửi cho mình. Hàng đến nơi nó nhắn tin mình ra trạm nó nhận cây ha. Còn đi Bưu Điện là cây sẽ nhổ ra, rửa sạch đất, đóng thùng, hàng giao tận nhà cho mình luôn. Rồi mình có cây số 1. Cây số 1 là có ghép Phương Mai 1 nha cả nhà. Phương Mai 1 ghép 6 bo 150 ngàn. Tiếp số 2. Số 2 là cây giáng nằm. Số 2 là ghép Kim Lăng. Kim Lăng giống hoa này sáng màu lắm ạ, trắng và đỏ. Cây mình 7 bo 150. Số 3 Trà Mi 11, 3 lớp trắng viền hồng, 8 bo 150. Số 4. Số 4 là Zanda. Zanda cũ này nhìn hơi quái nè. Zanda ghép 7 bo 130 ngàn. Số 5 Sĩ Thư 1. Đây Sĩ Thư, cây này có cái tàn nhìn vô rất là bắt mắt luôn nè, tựa dài nữa. Cây 6 bo 150 ngàn. Em quay cận cho mình xem cũ nữa nè. Những cây vô chậu C10 của bên em là củ rất là to luôn. Cây này về mình sang qua trồng trong chậu 5-6 tấc nha cả nhà. Rồi em tiếp số 6. Số 6 là ghép hai giống Vĩnh Lộc 5 màu đỏ sọc và Thần Tài Gò Công hai lớp màu đỏ. Cây ghép 9 bò 150 ngàn. Số 7. Số 7 là ghép Tuyệt Đỉnh. Giống này thì có hương thơm nha. Cây 7 bò 200 ngàn. Số 8 Mảnh Long 1, 4 bo 130 ngàn. Số 9. Số 9 là ghép Nhật Hạ tím màu tím sọc với lại Thúy An 3 5 cánh màu tím. Cây mình 11 bo 150 ngàn. Số 10. Số 10 là ghép Ngọc Yến hoa 5 cánh với lại màu tím than. Cây 7 bo 150 ngàn. Số 11. 11 là ghép Mộng Cầm màu tím lem ha, với lại Hồng Ngọc Cẩm Thạch. Hồng Ngọc Cẩm Thạch là lá cẩm thạch hoa 3 lớp màu hồng nha cả nhà. Cái củ này nè nó có lên vàng lem lem khúc đây vậy nha. Cây ghép 5 bo 150 ngàn. Số 12 Đuôn Han là màu vàng, giống này hoa chuyển màu, với lại Xuân Phúc là 3 lớp màu đỏ. Cây 9 bo 150 ngàn. Số 13. 13 là ghép hai giống Lưỡng Nghi 5 cánh với Thần Tài Gò Công. Cây 6 bo 150. Số 14. Từ 14 đổ về sau là cây dưa chậu chính lớn ha. Cây dưa chậu chính lớn cũ nhìn hình hơi quái á. Rồi tiếp 14. 14 là ghép Phạm Thiên Thư hoa 3 lớp màu vàng có sọc, giống này có hương thơm. Phạm Thiên Thư cái tàn của nó bung ra rất là đẹp mắt luôn. Giống này có hương thơm nha. Cây 8 bo 150 ngàn. Số 15. Số 15 là Kim Ngọc Bãi cũ quái nha. 7 bo 150. 16. 16 là Phương Lam 23. Giống này thì hoa chuyển màu, vàng chuyển sang hồng. Cây 5 bo 150. Đây. Cũ nè. Củ này, những cái củ này là hình hơi quái quái không à. Rồi tiếp 17. 17 là tới Butterfly. Cây ghép 3 bo 80 ngàn. 18. 18 là Mộng Yến ghép 7 bo 150 ngàn. Số 19 Fancy 10 6 bo 150 ngàn. 20. Clip này 21 cây luôn. Số 20 là Ngân Hà 5. Cây 4 bo 150. Số 21 ghép hai giống. 21 cây này cũ hình quái nữa nha cả nhà. Ghép Ferrari với lại Ý Xuân. Cây mình 5 bo. 4 bo Ferrari, 1 bo Ý Xuân ha. Giờ những cây này thì những giống mới em mua cái giống hơi mắc thì về em bán hơi cao tí xíu. Cả nhà mình thấy ai thích sưu tầm giống thì chịu khó bỏ thêm chút đỉnh nữa ha. Thì mình sẽ sưu tầm được những giống mới.
Trời, cả nhà mình xem trong video này, nếu yêu thích cây nào mình muốn đặt hàng thì cứ gọi điện theo số máy là 0981813055. Số đây em có xài Zalo luôn ha. Mình gọi điện trực tiếp thì chốt cây sẽ mau lẹ hơn. Còn hay không thì em sẽ trả lời liền cho mình. Hoặc là mình nhắn tin hoặc kết Zalo thì mình để rõ mã số cây và cộng số điện thoại thì bên em sẽ liên hệ với mình mà trả lời ha. Mình nhắn tin thì khi em rảnh em mới trả lời tin nhắn được. Trong cái thời gian đang bán thì nhiều khi em đang bận nghe máy á thì em không có trả lời liền cho mình được ha. Rồi, chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ nha.